Thưa các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà làm cái một cái dụng cụ để mà tháo cái vòi nước gãy. Thì thưa các bạn, đối với những cái vòi nước này họ gắn vào gắn trong âm tường. Thì một số vòi nước mà nó gắn khá lâu rồi thì nó bị mục và nó bị gãy ngang cái phần cái cổ vòi này. Thì đây là có một cái găng, cái phần cổ vòi này nó có găng, nó bị gãy ở trong tường luôn. Thì như vậy thì mình sẽ phải có một cái cách nào đó để mà vặn cái phần gãy này ra để cho nó không cần phải đục cái tường để mà lấy nó ra, mà mình sẽ dùng một cái dụng cụ như thế này. Cái dụng cụ này là do mình tự chế theo một cái cách hướng dẫn của một thợ cơ khí. Thì mình làm thì thấy nó đạt hiệu quả. Thì cái cách làm là nó như thế này. Khi mà các bạn hình dung thì cái này nó đang ở trong tường nha, thì mình đưa cái này vào cái cây cốt này nó 16 ly nha các bạn, còn cái này nó khoảng chừng 10 lỗ trong của nó 18 ly. Thì mình đưa vào một cách rất là dễ dàng, sau đó là mình mới tăng quặn cái con ốc này rồi tăng đưa nó ra lên thì nó sẽ nở ra hai cái thanh này của nó do cái con ốc này nó quặn xuống, nó sẽ nở ra là nó kẹp lại, nó nở ra là nó bám chặt vô cái ống gãy này nè. Thì do vậy là mình sẽ vặn ngược cái găng ra, theo vặn ngược theo chiều kim đồng hồ là nó sẽ ra. Thì một lát nữa thì mình sẽ làm cái thực tế ở trong cái hiện trường đó để làm cho các bạn thử nha. Còn bây giờ thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cái cách mà để bạn có thể làm một cái công cụ này tại nhà mình, để các bạn sử dụng cho cái công việc nó đạt được cái hiệu quả. Thì các bạn là tìm một cái cây láp là nó 16 ly. Thì trong trường hợp này mình kiếm được một cái cây đục cũ nó đúng 16 ly, thì mình sẽ tiến hành là cắt nó một cái đoạn là 10 cm, rồi khoan 3 cái lỗ và cắt cái đường rãnh này bằng cái máy cắt và hàn cái một con tán 6 ly ở đây để cấy con ốc này vô. Như vậy mình hoàn thành. Bây giờ mình bắt đầu làm nha bạn. Này các cái vòi này nó đang bị gãy rời ra từ cái chỗ cái góc vòi này nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái thay gì, mình phải đục ở đây ra để mà mình thay cái găng trong cho nó. Thì mình sẽ sử dụng cái công cụ để mà mình gỡ cái găng trong này ra một cái cách rất là hiệu quả. Bây giờ các do mình đã thiết kế là đúng với lại
cái kích thước của nó thành ra là các bạn đưa vô rất là dễ dàng. Sau đó là mình xỏ một cái cây tua vít qua cái lỗ này để mà giữ cho nó đứng yên. Quặn con ốc này, cấy con ốc này nó xuống, nó sẽ giãn nở hai cái thành trên dưới này ra, thì nó sẽ kẹp giữ lại cái đó để cho giúp cho mình sẽ quặn cái đó ra một cách rất là dễ dàng. Các bạn thấy không? Nó là rất là dễ dàng để mà mình thực hiện cái công việc này. Thì các bạn thích thì các bạn có thể tự làm một cái nha. Rồi sau khi mà mình lấy ra xong rồi thì mình có thể là mua một cái vòi mới mình gắn vô. Rồi và các bạn đã chứng kiến cái cách mà mình thực hành cái công cụ mở tháo mở cái vòi nước bị gãy. Thì với cái cách trình bày của mình thì hy vọng các bạn là cũng có thể là làm cho mình một cái dụng cụ để mà xài cho gia đình, hoặc là các bạn có thể sửa chữa khi mà gặp những cái trường hợp như vậy. Thì cái cách trình bày của mình thì có khi nó cũng có những cái điều gì nó chưa rõ ràng hoặc là khó hiểu, thì các bạn có thể góp ý chân thành với mình nha, để mà mình cải tiến thêm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh Điện Nước 8/24 của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau.